Vâng, chào các bạn, tôi đang đứng trước một cái tiệm đá bào mật trái cây. Vâng, đây là một cái tiệm đá bào mật trái cây khá là đặc biệt. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để chúng ta xem là nó đặc biệt ở chỗ nào. Vâng, mời các bạn cùng đi theo tôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải bào đá các bạn. Chúng ta sẽ bào đá. Đây chị đây sẽ bào đá đây. Đá bào là phải bào đá. Sau đó mình dẫn xuống. Tại vì đa số khách ở đây là họ mang đi chứ họ không có ăn, tại vì cái mặt bằng của mình cũng nhỏ. Đa số là người ta mang đồ dẫn đá xuống thì cho nó đá nó chặt rồi nó lâu tan. Vâng, phải dằn đá xuống để cho nó chặt lại để cho nó lâu tan hơn. Rồi, đó là đa số khách ở đây người ta cầm. Thơm ạ. Thơm nè. Dạ. Dâu tằm. Như vậy ví dụ như ai muốn ăn dâu nhưng mà một ly như vậy mình bỏ được ba cái. Dạ. Mọi người ăn theo khẩu vị của mình. Nếu mà thích loại nào thì chúng ta sẽ có loại đó. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục dằn xuống. Và tiếp tục múc lên ạ. Cái này là thơm. Còn cái này là nho. Nho. Bên đây là dâu tằm. Đây là dâu tằm ạ. Rất là bắt mắt, nó có màu vàng, nó có màu để sữa, đỏ. Để sữa thì tùy theo, ví dụ như khách ai uống sữa thì sẽ được uống sữa. Ai đa số thì người Việt Nam của mình là thích để sữa nhiều, tại vì để sữa nhiều thì nó béo. Vâng, còn mọi người có thể là lựa chọn ít sữa hay nhiều sữa hoặc là không uống sữa, nhưng mà theo chị bán hàng thì nếu mà bỏ nhiều sữa thì nó sẽ béo hơn và nó sẽ cảm giác là nó sẽ ngon hơn. Một ly thành phẩm thì có thêm một chiếc bánh quế nữa. Vâng. Rất là hấp dẫn. Và chúng tôi sẽ đang hồi hộp để được thử cái ly này. Vâng các bạn, một ly như thế này thì có cái giá là 18.000. Nhưng mà rất nhiều trái cây. Điều đặc biệt của nó khác, những cái điểm khác đó là nó là trái cây tươi, chứ nó không phải là những cái loại mứt nấu sẵn hoặc là mứt nấu công nghiệp. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đảo cái này lên. Đảo cái này lên để thử. Vâng, chắc tôi cầm máy, chắc tôi nhờ chị đảo giùm tôi. Chị đảo giùm em nha. Nếu mà mình ăn là mình sẽ đảo như thế nào? Không, em phải ăn cái bánh quế trước. Đầu tiên tôi sẽ thử cái bánh quế trước. Bánh quế, cứ ăn bình thường cái bánh quế thì đảo. Cái này mình đảo thôi chứ không phải dầm. Tại vì trái cây này á là nó cũng không có phải là đá. Bánh quế này ăn rất là giòn và bánh quế này là mình lấy là bánh quế của Cosi mới không. Dạ. Bánh quế này của hiệu Cosi các bạn, nó rõ nguồn gốc xuất xứ và nó không phải làm những cái loại bánh quế mà nó trôi nổi. Bằng cái ly được trộn lên có cái màu rất là hấp dẫn, nó có màu đỏ, nó có màu đen, nó có màu vàng. Rồi, cảm ơn chị. Vâng, bây giờ thì tôi đang ra đây cho nó sáng một tí. Vâng, tôi sẽ bắt đầu. Em ăn dâu tằm. Vâng, đây mọi người có thể thấy là nó sẽ có một cái màu như này. Rồi, bây giờ tôi sẽ thử. Chúng tôi cảm nhận được có cái vị là đá thì nó mát lạnh là không nói rồi. Nghe rõ được cái mùi thơm của thơm, nó mùi của dâu tằm, rồi mùi của trái dâu tây. Mùi trái cây nó còn giữ được nguyên. Đây là cái điều đặc biệt ở cái điểm này. Trái cây tự nhiên và nấu lên. Thưa chị thì cái siro đá bào của chị nó có cái gì đặc biệt ạ? Đặc biệt ở đây
mỗi lần nấu như vậy thì nó mất nhiều thời gian không? Nấu rất là cực, mà trong tất cả các loại cực nhất đó là nho. Vì sao ạ? Nho thì khi mà nho Phan Rang mà em mua thì một thùng như vậy là 10 kg. Rồi chị về chị rửa, chị lấy cái nước rửa ăn quay á của Mỹ á, chị chế vào đang ngâm được khoảng 50 phút. Cái sạch rửa đồng, nói chung là rửa sạch sẽ. Rồi á là mình bắt đầu mình tách hột. Tách hột là tách từng trái. Em nghĩ thì là 10 kg. Vâng. Mà nho mà bây giờ mà tách hạt ra rồi mới làm thì nó rất là cầu kỳ các bạn. Nó không phải là đơn thuần như là những cái mứt nho mà chúng ta đã từng thấy ở trên thị trường mà bán đá bao. Thì cái quán này chị mở được lâu chưa? Cái quán này chị mở cũng một tháng rồi. Một tháng. Và có những cái vị khách nào đặc biệt đến đây không? Cái từ đá bao nó rất là mới mẻ. Vì vậy là khi mà họ đến đây thỉnh thoảng những cái người khách người ta đến người ta còn hỏi mình: à, chị ơi, đá bào là cái gì? Mình sẽ giải thích cho khách rồi. Đá bào là có nghĩa là trái cây tươi mình nấu lên và mình ăn với cá, mình xay ra, ăn với sữa, trộn chung vào, gọi là đá bào trái cây tươi. Nhưng mà cái món này ở trước đây thì ở Sài Gòn với lại ở Việt Nam mình thì nó có nhiều chưa? Ở Sài Gòn á thì